Nếu như mọi người đã quá quen với những chiếc Lexus thì ngày hôm nay em Vân sẽ mang tới cho anh chị một những chiếc xe có sử dụng công nghệ tiên tiến và khác biệt. Và để cùng mọi người khám phá thì ngày hôm nay em cần đến sự trợ giúp của một chuyên gia, anh ráp Lexus với rất nhiều năm kinh nghiệm. Ok, chào mừng mọi người trở lại với kênh sóng của Showroom Hà Nội K. Và ngày hôm nay thì em Hồng Vân và anh ráp Lexus thì sẽ lên cho mọi người những chiếc xe mang công nghệ đặc biệt hơn, tiên tiến hơn và hiện đại hơn, xu hướng tương lai. Đấy là những chiếc xe hybrid. Và để trước khi bắt đầu thì chúng ta cần biết là chuyên gia của chúng ta là ai và anh ấy có kinh nghiệm như thế nào. Xin mời anh ráp có thể giới thiệu qua về mình cho quý vị khán giả được biết ạ. Chào Vân, chào mọi người. Mình tên là Giáp và mình đã có 7 năm làm việc trong Toyota Mỹ Đình. Sau đó là mình có 6 năm trải nghiệm cùng với thương hiệu Lexus tại Lexus Thăng Long. Và 5 năm liên tiếp mình nằm ở top sale của Lexus cùng với bạn Lê Minh Thành. Và hiện nay thì mình đã ra cùng với các anh em đồng nghiệp của mình để mình khởi nghiệp ở thương hiệu Hà Nội K. Và năm nay là năm thứ tư. Đầu tiên thì em muốn hỏi anh Giáp là không biết là những chiếc Lexus Hybrid là những chiếc xe như thế nào anh? Những chiếc hybrid là những chiếc mà nó được định vị là cao nhất trong phân khúc. Ví dụ như là RX 450H hay là ES 300H đều có giá trị cao nhất trong phân khúc của RX hay là ES. Đó là một sản phẩm mà được kết hợp giữa động cơ xăng và một quả pin hybrid, giúp cho chiếc xe vận hành êm ái hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và thân thiện với môi trường hơn. Em thấy thì gần như là Lexus Hybrid có thiết kế ngoại thất và nội thất gần như là giống với những chiếc xe xăng, thì làm nào để em có thể phân biệt được đâu là một chiếc xe xăng thông thường và đâu là một chiếc xe hybrid ạ? Thực ra nếu như em đủ sự quan tâm hay là em muốn tìm hiểu thì nhận diện bên ngoài nó cũng rất dễ thôi. Những chiếc hybrid thì thường có logo có một màu xanh đặc trưng. Em có thể quan sát được đây là có màu xanh hybrid. Vâng. Và logo phía sau cũng có một cái màu xanh rất là đặc trưng. Đó là những chiếc xe xanh thân thiện với môi trường. Ngoài phần phía trước thì chúng ta có thể dễ dàng nhận diện ra những chiếc hybrid khi mà ở phía sau xe luôn luôn có chữ H là viết tắt của chữ hybrid. Đó là những chiếc ES 300H hay là những chiếc RX 450H. Hoặc trước đây thì chúng ta có những chiếc là LS 600H, một chiếc xe mà biểu tượng cho sự thành đạt của những chủ nhân sở hữu. Anh Giáp ơi, gần như là những chiếc xe này thì em thấy anh nói là nó được định vị cao nhất trong phân khúc. Đúng. Thì không biết là nó sẽ chênh lệch bao nhiêu tiền so với những chiếc xe xăng và nó sẽ có những ưu điểm gì khi mà mình phải bỏ ra một số tiền lớn hơn như thế ạ? Thực ra là những chiếc hybrid thì như những chiếc RX 450H hay là ES 300H thì thường có giá cao hơn những chiếc xe xăng thông thường khoảng 500 triệu. Vậy thì 500 triệu đó khách hàng sẽ được những gì? Đầu tiên là khách hàng được sở hữu một chiếc xe có công nghệ tương lai, công nghệ xanh, thân thiện với môi trường. Cái thứ hai là những chiếc này rất là êm. Mọi người có thể cảm nhận được cái độ êm ái của nó ngay khi vừa mới khởi động. Cái điểm thứ ba mà anh thấy là trong khi vận hành, mọi người có thể cảm nhận được luôn là khi mà chạy ở trên cao tốc, khi mà chúng ta muốn tăng tốc thì không có hiện tượng rồ ga như những chiếc xe xăng thông thường. Thay vào đó là xe hybrid sẽ dùng cái năng lượng từ pin hybrid giúp chiếc xe tăng tốc một cách mượt mà, nhưng mà tiếng động cơ vẫn rất là êm. Đó là một cái đặc trưng mà chỉ những người sở hữu hybrid mới có thể cảm nhận được. Công nhận là rất nhiều ưu điểm nhỉ, 500 triệu mà đổi lấy từng đấy ưu điểm thì em thấy là cũng rất rất xứng đáng anh ạ. Đấy thì thực ra thì khách hàng đi hybrid thì cũng có một vài vấn đề họ quan tâm, nhất là về pin, thì anh có thể chia sẻ về cái tuổi thọ pin cũng như là cái thời gian mà mình phải thay pin không? Rồi, chi phí như thế nào? Trao đổi với em một chút là những chiếc hybrid thì được hãng bảo hành hệ thống pin trong vòng 5 năm, những chiếc 2018, 2019. Tuy nhiên đến bây giờ thì Lexus đã bảo hành pin trong thời hạn là 7 năm, chứng tỏ là cái khả năng vận hành và hoạt động của pin nó rất là bền bỉ. Việc thứ hai là nếu mà chi phí thì hiện nay một chiếc pin hybrid nếu thay thế trong hãng thì có giá khoảng hơn 200 triệu. Tuy nhiên đổi lại thì chúng ta được sự êm ái của chiếc xe, được khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chúng ta được sở hữu một công nghệ mà giúp cho chúng ta vận hành một cách nó rất là êm ái và có cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì anh cũng giới thiệu đến Vân một chút là hiểu rõ hơn một chút về cái công nghệ của hybrid. Dạ. Là họ sẽ tận dụng những cái năng lượng dư thừa của động cơ xăng, họ sẽ tích năng lượng đó vào quả pin hybrid. Việc thứ hai là họ sẽ tận dụng cái hệ thống phanh tái tạo năng lượng. Vâng. Mỗi lần chúng ta phanh thì sẽ sinh ra nhiệt năng, đúng không? Vâng. Nhiệt năng đó sẽ được chuyển thành điện năng và chuyển vào quả pin hybrid. Vâng. Sau đó thì điện năng nó sẽ quay trở lại và giúp cho bốn bánh xe vận hành. Thì gần như là những năng lượng trong chiếc xe sẽ được các kỹ sư của Lexus tận dụng tối đa
để đưa nó vào, quay trở lại cái quá trình giúp chiếc xe vận hành. Thì anh nghĩ đó là một quá trình mà họ rất là dày công nghiên cứu và đưa ra một chiếc xe mà đến thời điểm hiện nay thì hybrid của Lexus đã có 27 năm để phát triển. Chứng tỏ là Lexus là tiên phong điện khí hóa từ rất sớm anh ạ. Chính xác. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì em thấy là xe điện nó cũng là xu hướng của tương lai, thì tại sao Lexus lại không sản xuất xe điện anh nhỉ? Câu hỏi này rất hay, và thực ra là đó là cái quan điểm mà hiện nay các bạn tham khảo trên báo chí các bạn cũng sẽ biết được thông tin. Chúng ta đều xác nhận xe điện là xu hướng của tương lai. Tuy nhiên là để chuyển giao từ xe xăng sang xe điện thì anh nghĩ là cần một cái quãng thời gian để cơ sở hạ tầng có thể đáp ứng được, nhất là các trạm sạc và pin của xe điện nó có đủ cho khách hàng đi một quãng đường dài hay không. Thế thì trong quá trình chuyển giao đó thì anh nghĩ là xe hybrid nó sẽ là ở một cái trạm trung gian để cho khách hàng có thể là trải nghiệm và tận dụng được cái xe hybrid, là chúng ta có thể di chuyển một quãng đường dài nhưng không quá phụ thuộc vào trạm sạc. Vâng. Và công việc cũng như là cái thời gian chúng ta không bị trễ. Thì đó là anh nghĩ là cái triết lý của Lexus và Toyota họ đang làm từng bước như thế. Anh Giáp ơi, em có một câu hỏi nhỏ và em nghĩ là khá là nhiều khách hàng cũng quan tâm. Ví dụ như mà trong trường hợp mà pin nó hết hạn bảo hành rồi, mà pin nó bị hỏng mà em không thay thì xe có vận hành được không? Xe có chạy được động cơ xăng không không anh? Câu hỏi này rất hay đúng không? Vâng. Và tất cả khách hàng nếu mà xe hybrid đều quan tâm. Đầu tiên là những chiếc xe hybrid thì nó được kết hợp giữa động cơ xăng và pin hybrid, cho nên chúng ta không thể tách rời được. Tuy nhiên là trong trường hợp nếu mà không may pin mà được ở trạng thái là yếu hay hoạt động không ổn định, thì chúng ta có một giải pháp là chúng ta có thể kiểm tra để thay những cái vách pin yếu đó, giúp cho chiếc xe duy trì được hoạt động bình thường. Trường hợp thứ hai là nếu như pin nó quá yếu và nó không thể duy trì hoạt động được, thì chúng ta bắt buộc là phải thay hệ thống pin mới. Tại vì hybrid và động cơ xăng là một khối, vâng, chúng ta không thể hoạt động độc lập được. Dạ. Anh nghĩ là đến càng thời điểm này thì những chiếc pin hybrid càng rẻ hơn. Ví dụ như chiếc pin hybrid của Toyota Cross anh thấy là báo giá hơn 90 triệu. Thì công nghệ ngày càng hiện đại và chi phí pin ngày càng giảm xuống. Thì đó cũng là một cái để khách hàng có thể quan tâm mà trải nghiệm những chiếc xe công nghệ tương lai như này. Dễ tiếp cận hơn cho khách hàng anh nhỉ? Chính xác. Ngày xưa thì cứ tính tiền trăm nhưng bây giờ thì pin hybrid bằng tiền chục rồi. Từ nãy giờ thì anh em mình đã tìm hiểu về ngoại thất này, thiết kế này, động cơ cũng như là những cái vận hành của chiếc xe. Thì bây giờ anh em mình thử vào trong nội thất xem là chiếc xe cao nhất phân khúc thì sẽ được trang bị những option gì nhá. Và đây, khi mà bước vào trong khoang nội thất của chiếc ES300H thì em cảm nhận như thế nào? Đầu tiên là em cảm thấy rất là mát so với thời tiết nóng bên ngoài ngày hôm nay anh ạ. Chắc là em cũng hay đi xe Đức nên em thấy là điều hòa của Lexus thật sự là mát rất nhanh và rất sâu anh ạ. Cái nữa là không gian nội thất thì rất là thoáng và rất là kiểu cổ điển đấy anh. Đấy, thì không biết là những option trên chiếc xe này, một chiếc xe rất đắt tiền, thì nó có khác gì hoặc là nó có gì hơn so với những chiếc xe khác không anh? Thực ra thì chiếc ES300H được định vị là cao nhất trong dòng sản phẩm ES. Vâng. Cho nên là những gì tốt nhất thì anh nghĩ là ES300H được hưởng thụ đầu tiên rồi. Vâng. Đầu tiên là về giải trí thì chúng ta được trang bị âm thanh loa McLaren Vision. Vâng. Tiếp theo là về công nghệ an toàn thì chúng ta có phanh tự động, có hỗ trợ lái xe, hỗ trợ chuyển làn này. Vâng. Có camera 360 này. Ngoài ra thì em có thể cảm nhận được cái phần lưng ghế nó rất là mát đúng không? Vâng. Thì để thiết kế ra chiếc ghế của chiếc ES này thì các kỹ sư của Lexus đã dành thời gian khoảng 3 năm để có một cái vị trí ngồi êm ái nhất, kết hợp với chất liệu da semi Adeline thì cho em cái cảm giác ngồi là nó rất là thoải mái, cộng với việc là làm mát vào mùa hè và làm ấm vào mùa đông. Vâng. Thì giúp cho khách hàng trải nghiệm được những cái gọi là cái không gian hay là cái nhiệt độ tốt nhất để mình vận hành chiếc xe sang đúng nghĩa. Vâng. Bình thường thì em thấy là ở phía này thì sẽ có các chế độ lái, thì em thấy có cái chế độ lái thuần điện ở đây. Thì bình thường nếu mà mình chạy thuần điện thì chạy được bao xa ấy? Thực ra là chế độ chạy thuần điện thì mọi người hay nghĩ là nó sẽ chạy ở dưới vận tốc 40 km là thuần điện 100%. Vâng. Tuy nhiên như thế là động cơ vĩnh cửu thì anh nghĩ là nó không có, mà nó chỉ hoạt động ở mức là tối ưu thôi. Dưới 40 km gần như là chạy động cơ điện. Vâng. Tuy nhiên khi mà cái năng lượng tái tạo nó không đủ thì động cơ xăng sẽ được kích hoạt, và em cảm nhận rất rõ là một tiếng ồ lên ở phía trước khoang động cơ. Thì lúc đó là động cơ xăng sẽ được kích hoạt và chúng ta sẽ được duy trì là vừa vận hành chiếc xe và vừa nạp cái năng lượng dư thừa đó cho chiếc pin hybrid.
thì gần như đi trong phố là nó rất là êm. Thi thoảng em mới nghe một tiếng ổ lên của động cơ thôi. Vâng, công nhận là đi hybrid êm thật. Lúc nãy anh nổ máy em còn không nghe thấy tiếng gì anh ạ. Ở đây thì cái cụm chuyển các chế độ lái nó lại nằm ở phía trên đây nhỉ, không à, nằm rồi. Ở dưới giống những chiếc xe khác. Và do thiết kế thì khi mà họ ưu tiên cái vị trí này làm các chế độ khác thì chế độ lái họ lại chuyển lên vị trí này. Vâng. Có 3 chế độ đúng không? Eco là chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Vâng. Normal là chế độ trung bình và Sport là chế độ thể thao. Vâng. Ở đây thì mình có cả top pad để điều khiển màn hình giải trí này. Đấy, ở phía này dưới này thì có cả cổng sạc, rèm điện, sửa vô lăng. Đầy đủ. Không biết có sạc không dây không anh nhỉ? Câu hỏi của một người hay đi xe Đức đúng không? À, hóa ra là nó được giấu ở đây. Đây, sạc không dây đây quý vị ạ. Nó rất là tiện lợi. Bây giờ mà kết nối có dây thì hơi cổ điển rồi. Anh nghĩ là cái xe này nó cũng là một cái để khách hàng trải nghiệm khi mà chúng ta muốn trải nghiệm những cái công nghệ tiên tiến. Vâng. Và chúng ta có mong muốn có một cái quãng đường di chuyển dài, trong khi mà hệ thống hạ tầng của xe thuần điện 100% có thể là đang hơi quá tải một chút. Vâng. Đây là một trải nghiệm mà chúng ta có thể cân nhắc để quyết định cái trải nghiệm của mình. Đi xe này tiết kiệm được nhiều sao không anh? Chắc chắn là 50% so với những cái xe thông thường. Chỉ 4,58 lít trên 100 km trung bình, quá ít đúng không? Quá ít luôn anh ạ. Một cái xe như thế này mà chưa đến 5 lít trên 100 km thì quá là wow. Tuyệt vời mọi người ạ. Ờ anh Giáp ơi, em nhớ là xe này nhà mình là đời 2021 dùng rồi mà anh nhở. Thế sao con nguyên đi lông này? Đây là hệ quả của việc mà chiếc xe mới lăn bánh có 16.000 km em ạ. Quá mới anh ạ. Cái bệ tì tay này cũng đầy đủ chức năng anh nhở. Cái chỗ này là chỉnh ghế đúng không? Đúng. Ghế lên xuống này. Rồi mình có cả sưởi ghế này. Điều hòa nhiệt độ. Đây là cái mà anh thấy là thích nhất dành cho những chiếc sedan khi mà nó có vị trí ngả ghế. Vâng. Giúp cho em là di chuyển đến quãng đường dài, nhưng mà mỗi lần thay đổi tư thế là em không bị mỏi cái lưng đúng không? Đúng rồi. Ngày xưa các cụ hay có cái gối ôm vứt ở hàng ghế thứ hai, lý do là vì đi đường dài nó rất bị mỏi. Vâng. Tuy nhiên là khi cái này xuất hiện thì đương nhiên là ra thì không còn cái vị trí nữa. Vâng. Thứ hai là chúng ta ở vị trí của em là vị trí VIP nhất đấy. Em có thể điều khiển được nhiệt độ. Đây là vị trí điều khiển nhiệt độ này. Vâng. Điều khiển được âm thanh này, điều khiển được rèm này. Vâng. Gần như là mình có thể điều khiển được hết mọi thứ trên xe rồi. Chính xác, vị trí này là vị trí của ông chủ. Vâng. À, bà chủ đúng hơn đúng không? Đây là vị trí của bà chủ, em có thể điều khiển được mọi thứ và lái xe, cứ việc lái xe thôi. Dạ. Và tận hưởng cái không gian yên tĩnh và cảm giác tăng tốc rất là êm ái. Vâng. Ngay trên cao tốc của những chiếc S300H. Ngồi thoải mái lắm anh ạ. Ừ. Tựa đầu ngả lưng. Em nghĩ là ở đi khoảng vài trăm km thì em cũng sẽ vẫn rất ok, không bị mệt. Thế thôi, trải nghiệm thôi. Trải nghiệm thôi, vào tên thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Thì chắc là thông qua video này thì mọi người cũng đã hiểu hơn về công nghệ hybrid, cũng như là những chiếc xe hybrid vận hành như thế nào và có những option gì. Nếu đây là lần đầu anh chị xem kênh Showroom Hà Nội K thì vui lòng để lại một like, một subscribe để chúng em có nhiều động lực ra nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.